Kính bạch Thầy, cho con hỏi đạo tràng chúng con khi đi hộ niệm thì tụng kinh Địa Tạng trước, chỉ trưởng tràng bảo tụng kinh để người bệnh bớt đau rồi mới niệm Phật được. Thưa Thầy, làm như vậy có đúng hay không? Diệu Âm không nói sai, nhưng mà chư tổ nói là không cần làm cái điều này. Không cần làm điều này. Một câu A-di-đà Phật giúp cho người bệnh chuyên tâm vào đó mới được vãng sanh. Vì niềm tin vào câu A-di-đà Phật yếu quá cho nên chư vị mới mượn kinh Địa Tạng. Trước khi mà gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài cũng dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Chư vị ơi, thật sự đấy. Ngài Địa Tạng phát cái tâm là địa ngục vị không bất thành Phật đạo, tức là Ngài Thầy cứu cho trọn vẹn tất cả những người dưới địa ngục. Chư vị biết không, nếu mình sơ ý xuống đó gặp Ngài, Ngài cũng năn nỉ con ơi con niệm A Di Đà Phật. Mình không ngờ mà xuống gặp Địa Tạng Vương, Ngài năn nỉ con ơi con mau niệm A Di Đà Phật, đừng niệm ta. Bây giờ ta ở nơi ta chưa chú ý đó mà ta niệm A, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cũng có lợi đó, nhưng mà cái đường mà để trực tiếp phản tranh thì nó có yếu đi chứ không phải nó mạnh đâu. Tại cái pháp môn niệm Phật rất cần chuyên tinh. Làm sao mà niệm được một câu A-di-đà Phật từ một niệm đến 10 niệm cầu vãng sanh để người đó vãng sanh tức thời trở về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ trở về Tây Phương Cực Lạc cũng gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát trên đó. Tại vì chư vị nên nhớ là về Tây Phương Cực Lạc rồi có cái câu là bất ly an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh. Chư vị hiểu không? Địa Tạng Vương Bồ Tát đang ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là bất ly an dưỡng là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà lại ta bà Ngài xuống dưới địa ngục. Tại vì xin thưa, Ngài có thiên quá ức quá thân, thần thông đạo lực cô của Ngài không phải một mình. Tôi ngồi đây là không có thể ra ngồi kia được. Thực ra là hóa thân của Ngài, ứng thân của Ngài ở cảnh địa ngục để cứu người. Còn chính cái pháp thân của Ngài, Ngài ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Báo thân của Ngài ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Ta về đó ta gặp Ngài, Ngài mừng rỡ vô cùng. Ngài nói con về đây là gặp ta rồi. Nếu mà con niệm ta bắt ta xuống đó kêu gọi con niệm A-di-đà Phật, con niệm ta nữa thì kẹt lắm. Cho nên mong chư vị phải nhớ. Sẵn đây Tịnh Hải cũng nói câu là chính trong một vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa là suốt cả cuộc đời Ngài dùng cái pháp Địa Tạng chim trắc là niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát cầu giải nghiệp. Suốt cuộc đời Ngài ta tinh tấn làm như vậy. Nhưng mà sau cùng rồi thì Ngài vướng phải một căn bệnh mê măng bất tỉnh, nằm đó thở phì phèo chờ ngày buông báo thân ra đi. Có thể là vì cái tâm của thành của Ngài, Ngài làm quá ư là thành tâm trên Địa Tạng Vương Bồ Tát mới thể hiện làm biểu pháp cho Ngài, nhắc nhở cho Ngài bằng cách là Ngài bị một cơn bệnh thập tự nhất sanh. Khi mà thức dậy rồi cái thì bên cạnh Ngài có cái cuốn A-di-đà, Ngài cầm lên đọc qua một lượt, Ngài giật mình liền, Ngài tỉnh ngộ liền. Ngài nói đây chính là con đường cho ta tốt vọng sanh tử thành đạo đây. Ngài chỉ còn một cơn bệnh Ngài ngộ ra, còn ta ở đây hình như nhiều cơn bệnh xảy ra mà ta không chịu ngộ. Ngộ liền đi chư vị, đúng không? Ngài thập tử nhất sanh, Ngài ngộ chúng ta nhiều người thập tử nhất sanh. Chính là bác sĩ báo là bệnh của mình sắp chết rồi mà ta không chịu ngộ nữa, thì chừng nào chúng ta mới ngộ đây? Cho nên mong cho vị phải nhớ, Ngài đó chính là Ngài Ngẫu Ích Đại Sư. Qua một cơn đau như vậy, Ngài quyết tâm buông hết vạn chuyên xuống, kinh kệ cũng buông xuống luôn, chỉ còn một câu A-di-đà Phật, Ngài làm tổ, Ngài vãng sanh thành Phật. Chư vị thấy không? Quyết tâm đi, Ngài đi được, ta theo Ngài, ta làm như Ngài, ta cũng được vãng sanh như Ngài. Đây là thực sự đấy chư vị. Còn ta không làm thì Ngài cũng chịu thua. A-di-đà Phật sẵn sàng giang tay đón chúng ta, mà ta không chịu đi, Ngài cũng chịu thua. Mong chư vị nhớ cho.